Để cho cơ thể có cơ hội nghỉ ngơi là một điều rất quan trọng. Khi cơ thể được thoải mái và thư giãn thì tâm hồn cũng sẽ được bình an. Thực tập buông thư toàn thân rất thiết yếu cho việc chữa trị thể xác cũng như tinh thần. Hãy để dành thì giờ thực tập buông thư toàn thân nhiều lần trong ngày. Bài thực tập sau đây kéo dài chừng 60 phút nhưng có thể thay đổi sao cho thuận tiện. Thời gian thực tập có thể rút ngắn lại khoảng 5 hay 10 phút mỗi khi thức dậy, hay trước khi đi ngủ, hay trong giờ nghỉ trưa, nhưng cũng có thể kéo dài lâu hơn, sâu hơn. Điều quan trọng là phải cảm thấy vui khỏe khi thực tập. Nằm ngửa thoải mái trên giường hay trên sàn nhà, hai mắt nhắm lại, hai cánh tay buông xuôi hai bên mình, hai cẳng chân thư giãn, hai bàn chân ngã ra ngoài, thở vào, thở ra, ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm. Lắng nghe cảm giác từng vùng của cơ thể đang tiếp xúc với mặt giường hay sàn nhà. Hai gót chân, hai bắp chân, phía sau hai đùi, mông, lưng, phía sau hai cánh tay, hai bàn tay, phía sau đầu. Thở vào, thở ra, chìm người sâu vào giường hay sàn nhà theo mỗi hơi thở. Buông thả hết mọi căng thẳng, mọi lo âu. Tâm tư không bám víu vào bất cứ cái gì. Thở vào, để ý theo dõi bụng phồng lên. Thở ra, để ý theo dõi bụng xẹp xuống. Chỉ để ý theo dõi thành bụng phồng lên, xẹp xuống như thế trong 5 đến 10 hơi thở. Tiếp theo, thở vào, hướng sự chú ý về hai bàn chân. Thở ra, thư giãn hai bàn chân. Thở vào, hướng thương yêu vào hai bàn chân. Thở ra, mỉm cười với hai bàn chân.
theo dõi hơi thở vào, ra và ý thức ta hạnh phúc vì đang có hai bàn chân mạnh khỏe giúp ta đi lại, chạy nhảy, chơi thể thao, nhảy múa, hoạt động suốt cả ngày. Thở vào, thở ra, thầm cảm ơn hai bàn chân luôn sẵn có đó cho ta sử dụng. Thở vào, hướng sự chú ý về hai cẳng chân. Thở ra, thư giãn hai cẳng chân. Thở vào, mỉm cười với hai cẳng chân. Thở ra, gửi thương yêu đến hai cẳng chân. Thở vào, thở ra, ý thức chăm sóc, nâng niu hai cẳng chân, thư giãn hoàn toàn hai cẳng chân. Thở vào, hướng sự chú ý về hai bàn tay đang nghỉ ngơi trên giường hay sàn nhà. Thở ra, thư giãn hoàn toàn các bắp thịt của hai bàn tay. Buông thả tất cả căng thẳng của hai bàn tay. Thở vào, ý thức sự màu nhiệm khi có được hai bàn tay. Thở ra, gửi nụ cười thương yêu đến hai bàn tay. Thở vào, thở ra, ý thức những gì ta làm được nhờ có hai bàn tay. Với hai bàn tay này, ta có thể nấu ăn, viết lách, lái xe, cầm tay một người bạn, bồng một em bé trên tay. Với hai bàn tay này, ta có thể tắm rửa, vẽ vời, chơi nhạc, đánh máy, sửa chữa, hay nâng một tách trà nóng trên tay. Ôi, có biết bao nhiêu điều mà nhờ có hai bàn tay ta mới làm được. Thở vào, thở ra, cảm nhận niềm vui vì đang còn có hai bàn tay nguyên vẹn. Thở vào, thở ra, cảm nhận tất cả các tế bào
của bàn tay giờ đây đang được nghỉ ngơi. Thở vào, hướng sự chú ý về hai cánh tay. Thở ra, thư giãn hai cánh tay. Thở vào, gửi thương yêu đến hai cánh tay. Thở ra, mỉm cười với hai cánh tay. Thở vào, thở ra, trân quý hai cánh tay đang mạnh khỏe. Nhờ có hai cánh tay này mà ta có thể ôm người ta thương trong vòng tay. Ta có thể chơi xích đu, có thể làm những công việc nặng nhọc trong ngày. Thở vào, thở ra, ta để cho hai cánh tay buông thư nghỉ ngơi trên sàn nhà. Tất cả căng thẳng của hai cánh tay đang theo hơi thở ra mà thoát ra ngoài. Thở vào, thở ra, hướng chánh niệm đến hai cánh tay, cảm nhận niềm vui, thư thái trong hai cánh tay. Từng bước chân thảnh thơi, mặt trời như trái tim đỏ tươi, từng đóa hoa mỉm cười, ruộng đồng xanh ngát như biên khơi, cùng gió ca lời chim, từng bước chân thảnh thơi. Đường dài em bước như dạo chơi, từng bước chân thảnh thơi, nụ cười tươi thắm trên làn môi, từng đám mây ngang trời là dòng sông chảy ra biển khơi, từng bước chân thảnh thơi, cùng người em bước đi mọi nơi. Tiếp theo, thở vào, hướng sự chú ý đến hai vai. Thở ra, để cho tất cả căng thẳng của hai vai thoát ra khỏi thân thể. Thở vào, đưa năng lượng thương yêu đến hai vai. Thở ra, mỉm cười biết ơn hai vai. Thở
thở vào, thở ra, ý thức rằng ta đã để cho hai vai của mình căng thẳng quá độ. Giờ đây, ta đưa tất cả những căng thẳng đó theo hơi thở ra mà thoát ra khỏi hai vai. Ta cảm nhận hai vai mỗi lúc càng thêm thư giãn. Thở vào, thở ra, gửi đến hai vai tất cả sự săn sóc trìu mến. Từ nay, ta sẽ không làm cho hai vai quá căng thẳng. Trái lại, ta sẽ sống sao cho hai vai luôn được thư giãn, thoải mái. Tiếp theo, thở vào, hướng sự chú ý đến quả tim. Thở ra, ta làm yên tĩnh nhịp đập của quả tim. Thở vào, ta gửi thương yêu đến tim ta. Thở ra, ta mỉm cười với tim ta. Thở vào, thở ra, ý thức sự màu nhiệm của tim đang đập đều nhịp. Nhờ có quả tim mà giờ đây ta còn sống. Tim làm việc đêm ngày, không bao giờ ngừng nghỉ. Từ khi ta chỉ là một thai nhi mới 4 tuần lễ trong bụng mẹ, vào ý thức tình thương mà quả tim đã cho ta. Thở ra, ta nguyện sống sao cho tim ta luôn được mạnh khỏe. Cảm nhận tim càng được thư giãn sau mỗi hơi thở ra. Cảm nhận tất cả tế bào trong tim đang mỉm cười thư thái. Tiếp theo, thở vào, hướng sự chú ý đến bao tử và ruột. Thở ra, thư giãn bao tử và ruột. Thở vào, ta gửi đến bao tử và ruột sự thương yêu và lòng biết ơn. Thở ra, ta mỉm cười với bao tử và ruột. Thở vào, thở ra,
cảm nhận sự quan trọng của bao tử và ruột đối với sức khỏe của ta. Nhờ có bao tử mà cơ thể ta tiếp nhận được thức ăn bổ dưỡng, cung cấp năng lượng cần thiết. Thở vào, cảm nhận bao tử và ruột giờ đây đã được thư giãn, không còn căng thẳng nữa. Thở ra, cảm nhận niềm vui khi có được bao tử và ruột khỏe mạnh. Vào ngày mới, lòng thanh thang, chân bước tới không vội vàng, nụ cười nở chuông chùa vang, dừng lại thở thân nhẹ nhàng. Niềm vui đến thôi hoang mang, thuyền về đến đầy bình an. Vào ngày mới, lòng thanh thang, chân bước tới không vội vàng, nụ cười nở chuông chùa vang, dừng lại thở thân nhẹ nhàng. Niềm vui đến thôi hoang mang, thuyền về đến đây. Tiếp theo, thở vào, hướng sự chú ý đến đôi mắt. Thở ra, thư giãn đôi mắt và các cơ xung quanh vùng mắt. Thở vào, mỉm cười với đôi mắt. Thở ra, gửi thương yêu đến đôi mắt. Tưởng tượng đôi mắt đang được nghỉ ngơi, lắng sâu vào bên trong. Thở vào, thở ra, ta trân quý đôi mắt. Nhờ có đôi mắt này mà ta có thể thấy người ta thương, ngắm được cảnh đẹp của mặt trời lặn, của buổi bình minh. Với đôi mắt này, ta có thể nhìn được chim bay, đọc và viết, đi lại thông dong, thưởng thức một cuốn phim hay và biết bao niềm vui khác. Thở vào, thở ra, tiếp tục thư giãn đôi mắt, hai lông mày và các cơ xung quanh vùng mắt. Thở vào, thở ra, thầm cảm ơn ta đang có được đôi mắt sáng, một món quà quý giá nhất trên đời. Bây giờ, nếu trong cơ thể có vùng nào bị bệnh hay đau nhức
thì hãy hướng sự chú ý và gửi thương yêu đến vùng đó. Thở vào, cảm nhận được vùng bị bệnh hay đau nhức đang được nghỉ ngơi. Thở ra, ta mỉm cười ưu ái với vùng bị bệnh hay đau nhức đó. Thở vào, thở ra, ý thức rằng trong cơ thể ta vẫn còn có những nơi lành mạnh. Thở vào, thở ra, ta chuyển năng lượng từ những vùng lành mạnh đến vùng bị bệnh hay đau nhức đó. Cảm nhận sự nâng đỡ, năng lượng và thương yêu của toàn cơ thể đang nâng đỡ, xoa dịu và chữa lành vùng bị bệnh hay đau nhức ấy. Thở vào, ý thức rằng ta có khả năng lành bệnh hết đau nhức. Thở ra, ta buông bỏ lo âu, sợ hãi trong thân và trong tâm. Thở vào, thở ra, ta gửi nụ cười thương yêu và lạc quan đến vùng bị bệnh hay đau nhức. Quay về nương tựa hải đảo tự thân, chánh niệm là bụt soi sáng xa gần. Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần. Thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tình lặng chiếu không gian thanh thang. Quay về nương tựa hải đảo tự thân, chánh niệm là bụt soi sáng xa gần. Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần. Thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tình lặng chiếu không gian thanh thang. Thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tình lặng chiếu không gian thanh thang. Nước tình lặng chiếu không gian thanh thang.
Rèm liếp bên lầu sáng trăng, sông xưa thuận nẻo dương trần, gió theo tám hướng lòng không bận về. Vàng phương đông thó ngọc về ngang lưng đeo, trước sau có một mình tôi, nghe như có tiếng đất trời gọi nhau. Xuân thiền lặng lẽ dây lâu, lá xanh rèm liếp bên lầu sáng trăng, sông xưa thuận nẻo dương trần, gió theo tám hướng lòng không bận về. Sông xưa thuận nẻo dương trần, gió theo tám hướng lòng không bận về. Gió
cao. Anh có thể đi
nhưng không cần, không cần đi quanh. Tôi có thể đi đâu, tôi có thể đi đâu. Anh hãy đi tìm anh hãy đi tìm người thương. Anh hãy đi tìm anh hãy đi tìm người thương. Để kết thúc, thở vào, ý thức toàn thân đang nằm nghỉ theo hơi thở vào. Thở ra, thưởng thức cảm giác khoan khoái của toàn thân, hoàn toàn thư giãn và an tịnh. Thở vào, mỉm cười với toàn thân. Thở ra, gửi năng lượng thương yêu, từ bi đến toàn thân. Thở vào, tưởng tượng mỗi một tế bào trong cơ thể đang mỉm cười với ta. Thở ra, cảm nhận lòng tri ân của ta đối với mỗi tế bào trong ta. Thở vào, thở ra, theo dõi sự phồng xẹp của bụng. Để chấm dứt, hãy từ từ duỗi tay, chân và mở mắt. Dùng bàn tay xoa bóp từ đầu, trán, khuôn mặt, hai cánh tay. Chậm rãi ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Tiếp tục sử dụng năng lượng bình an và chánh niệm mà ta vừa chế tác trong khi thực tập vào các hoạt động khác trong ngày. Xin chúc đại chúng luôn được bình an.